Bảo tàng nước mắm làng chài xưa Phan Thiết. Có những điều phải đến tận đây mới được nhìn thấy, chẳng hạn như vật dụng này, vừa quen lại vừa lạ. Cái này được gọi là cái tỉnh gốm ở cái tỉnh nước mắm của Phan Thiết. Thì ngày xưa ở Phan Thiết là một trong ba người chính là làm những cái tỉnh gốm như thế này. Hầu hết những người Việt Nam của mình thời trước là đều ăn nước mắm được trong những cái tỉnh gốm. Được cái là đựng trong đây thì ánh sáng nó không xuyên qua được, cho nên để trong đây nước mắm càng lâu thì nó lại càng thêm thơm ngon. Chỉ là một đồ vật đựng mắm, nhưng có lẽ do chỉ có ở vùng biển Phan Thiết xưa nên nước mắm Phan Thiết thường được gọi tên là nước mắm tỉnh. Bây giờ chẳng còn mấy ai dùng tỉnh để đựng nước mắm, nhưng vẫn còn đó những cái tỉnh được giữ lại tại bảo tàng này, để rồi ngày ngày gợi nhớ về sự tinh tế của nước mắm Phan Thiết ngày xưa, cùng những câu chuyện về nghề làm nước mắm Phan Thiết trứ danh có bề dày 300 năm. Không bỏ, không bao giờ bỏ, tại vì mình cái này là cái gia vị của truyền thống người Việt Nam của mình rồi. Nghề làm nước mắm Phan Thiết trải qua bao thăng trầm, nhưng vẫn còn đó những người nặng lòng với nghề. Họ đã giữ lại nét xưa của nghề qua những hình ảnh, hiện vật và hơn hết là cách làm mắm truyền thống. Tất cả như để nói về những điều không thể mất ở vùng biển này.